Ba người là Mền Vũ thì hồn lực cũng không tính là cao, nhất là Tiền Lỗi, bởi vì bình thường hắn cũng không rèn luyện thân thể, cho nên tố chất thân thể của hắn cũng tuyệt đối là kém nhất, nhưng hắn lại có một đồng đội rất đáng tin cậy. Là Mền Vũ một tay kéo Lưu Phong, một tay kéo Tiền Lỗi, cùng nhau mà lèo bánh xích, nếu chỉ đơn thuần là kiểm tra tố chất thân thể, coi như là thêm vào bằng thiên lương ở chỗ này, thì là Mền Vũ cũng có thể liều mạng. Hắn ăn nhiều thứ quý như vậy cũng không phải là ăn không, tuy hắn cũng không biết huyết mạch chi lực của mình là thế nào mà đến, nhưng mà huyết mạch cường đại không thể nghi ngờ đã giúp tố chất thân thể của hắn vượt xa người thường, nhất là lần huyết mạch biến dị vừa rồi đã mang tới rất nhiều điều tốt, lúc này đã hoàn toàn thể hiện ra ở trong lúc kiểm tra sức chịu đựng. Dù mỗi tay lôi kéo ra một người, nhưng là Mền Vũ cũng có thể thoải mái mà mang bọn hắn leo lên trên tới đỉnh bài xích. Hai mấy cấp phụ trọng vì hắn căn bản cũng không tính là gì, hơn nữa huyết mạch trị lực của hắn có thể chế tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đối với Lưu Phong của mối Tiền Lỗi. Giữa tình huống thân thể tiếp xúc, không cần võ hồn hắn cũng có thể tiến hành tăng phúc đối với bọn họ. Hiệu quả Lưu Phong nhận được rõ ràng rất nhiều hơn một ít, có lẽ là vì võ hồn của hắn cũng thuộc về loài rồng, hơn nữa bản thân hắn lại rất có ưu thế về phương diện tốc độ. Hắn chỉ cần làm Mền Vũ cầm lấy cánh tay, giúp hắn kích phát ra huyết mạch chi lực, không cần làm Mền Vũ phải dùng sức hắn cũng có thể đuổi kịp. Tiền Lỗi dĩ nhiên là chênh lệch nhiều, nhưng cánh tay của làm Mền Vũ lại rất cứng cỏi hữu lực, kéo theo hắn mà leo lên trên một cách ổn định về phía trước. Nhưng theo bài xích chuyển động càng ngày càng nhanh, mọi người hầu như đều cố gắng mà chạy lơ lửng. Sức mạnh của Tiền Lỗi cũng trở lên trên càng ngày càng yếu rồi. Hắn vẫn nhìn là Mền Vũ, trong nội tâm hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy thì mình lên rèn luyện thân thể nhiều hơn nữa mới phải. Là Mền Vũ vẫn luôn luôn mang theo một bộ dạng nhàn nhã. Vô luận bài xích dưới chân có chuyển động như thế nào, hắn cũng rất tỉnh táo. Dù sao cũng chỉ là xà tốc mà thôi. Hiền Vũ, đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi không phải là người, cái mức thể lực này cũng thật sự quá đáng rồi, ta thấy nếu chạy nhanh một đoạn đường dài thì ngay cả Lưu Phóng hay là ai cũng không bằng ngươi, ngươi thế này chúng ta có thể biết sống thế nào đây. Tiền Lỗi cười khổ một tiếng, làm Hiền Vũ lúc này tức giận mà nhìn hắn một cái, ngươi có sức nói thì không bằng dùng sức dưới chân mà thêm chút nữa đi, sau lần khảo hạch này ngươi cũng lên rèn luyện thân thể cho tốt vào, sau đó học một chút chiến kỹ chỉ cần tiêu tốn ít hồn lực, nếu không thì tương lai còn như năng lực triệu hoán của người có cường thịnh hơn nữa, nhưng mà một khi bị người ta công kích tới thân thể cũng vẫn là rất phiền toái. Hơn nữa, điều khiển cơ giáp cũng tốt, sử dụng đấu khải cũng được, cái nào cũng đều cần phải một sức khỏe cường tráng, thật sự người cần phải tăng cường ở phương diện này. Được rồi, ta biết, về sau ta sẽ cố gắng không tạo thành gánh nặng cho mọi người. Tiền Lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói, hắn vốn đã nghĩ sau khi đệ nhị hồn kỹ phục khắc gần như cố hóa thành thúy ma điểu, từ đây thực lực của hắn vẫn là tăng rất lớn, nhưng bây giờ chỉ là một đợt kiểm tra sức khỏe, đã khiến cho hắn có một loại cảm giác anh hùng không đất mà dũng võ, thật sự là phiền muộn mà. Lưu Phong so với Tiền Lỗi thì tốt hơn nhiều, hắn cũng không lên tiếng mà chỉ tiếp tục chạy, cố hết mức không tạo thành gánh nặng cho làm Hiền Vũ. Trong 13 gã học viên đang khảo thí này, rất nhanh đã có 10 người sôi mồ hôi như mưa, cũng không phải mỗi người đều có sức bền tốt. Toàn cuộc khảo thí giằng cọ trọn vẹn 1 giờ, sau 1 giờ thì vận tốc bánh xích đã đạt đến cực hạn, cuối cùng là có thể kiên trì có 5 người, trong đó đương nhiên là có cả Lam Miền Vũ, Tiền Lỗi cùng với Lưu Phong. Đến cuối cùng, ngay cả Lưu Phong cũng gần như là bị Lam Miền Vũ kéo theo mới có thể chủ được. Sau khi khảo thí chấm dứt, tất cả mọi người đều phải nhìn Lam Miền Vũ với một ánh mắt khác, thậm chí có không ít trong 7 người khác đã toát ra vẻ hâm mộ. Nhưng mà người bọn hắn hâm mộ lại là Lưu Phong cùng với Tiền Lỗi. Vì sao? Vì hai tên này có một đồng đội cường hãn quá đáng tin cậy. Đây là cái loại thể lực gì vậy? Giữa tình huống không có võ hồn trợ giúp mà vẫn có thể mang theo hai gã đồng đội một mực là kiên trì đến cuối cùng, quả thực là phi thường nhân loại. Lúc này thì Lam Miền Vũ cũng hơi có một chút thở gấp. Thật ra thì ngay chính hắn bản thân cũng là rất kinh ngạc. Thể năng của chính mình được tăng cao cũng không phải là một chút. Dường như sau khi huyết mạch biến dị thì mọi thứ đều trở nên trên khác hẳn. Có điều vì hiện tại có phải tiếp tục khảo thí ra nên hắn cũng không có thời gian đi kiểm tra tình huống cụ thể. Nếu không thì hắn là có thể vận dụng tốt hơn nữa. Đúng vào lúc này, hai đạo khí lưu màu vàng và màu bạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong phòng. Ai cũng không chú ý tới. Lam Miền Vũ chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nóng lên. Sau đó thì tất cả mọi mỏi mệt lúc trước đột nhiên biến mất không còn một chút nào. Chỉ qua nháy mắt này mà toàn thân của hắn liền khôi phục lại thể trạng tốt nhất. Đây là cái gì vậy? Lam Miền Vũ có một chút sửng sốt.
Hắn xem một chút chính mình rồi lại nhìn chung quanh, nhưng mà mọi thứ vẫn không có thay đổi gì. Vẫn lên nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó là tới vòng kiểm tra sức khỏe cuối cùng rồi. Vòng kiểm tra này rất thú vị, kiểm tra năng lực phản ứng. Mọi người được đưa đến một sân phòng, trong phòng cũng vẫn là những thiết bị cỡ lớn, nhưng mà lần này lại là 5 bản thiết bị giống nhau như đúc. Mỗi lần có thể đồng thời tiến hành kiểm tra 5 người, ai kiểm tra xong thì kế tiếp liền có thể tiến vào. Kiểm tra tốc độ phản ứng sao, vậy hắn là mẫn công hệ hồn sư sẽ chiếm lợi thế rồi. La Miên Vũ lúc này thầm nghĩ, có điều ở trong những vòng trước thì mọi loại hồn sư đều có cơ hội phát huy, trình thể mà nói thì cũng vẫn là rất công bằng, nhưng La Miên Vũ vẫn có một chút không rõ, vì cái gì mà Sử Lai Khắc học viện lại coi trọng năng lượng phản ứng như vậy, còn phải kiểm tra từng người nữa. Hắn xếp thứ 6 rất nhanh đã luân phiên lượt tới lượt, bởi vì người đầu tiên là Tiền Lỗi, mà tốc độ của hắn ra khỏi bàn kiểm tra thực sự là quá mau, không đến nửa phút bàn thiết bị đã được mở ra, quá nhanh phản ứng không kịp. Tiền Lỗi mang vẻ mặt là buồn rười rượi mà nói với La Miên Vũ, quá nhiều công kích phải né tránh, chưa né được bao nhiêu mà đã xong, đã là do động tác thân thể không theo kịp tinh thần phản ứng. Hiện nhất là Tiền Lỗi đang nhắc nhở La Miên Vũ cố gắng giảm thấp âm thanh mà nói với một mình hắn. La Miên Vũ gật đầu, sau đó liền tiến vào trong thiết bị. Bên trong rất rộng rãi, thực sự có thể nói là một vòng tròn sống động, bởi xung quanh đều là màn hình. Không thể nghi ngờ, điều Tiền Lỗi nhắc nhở là rất trọng yếu. Kiểm tra năng lực phản ứng là không qua công kích, những công kích này hẳn là không phải là thật. Tiền Lỗi nói động tác thân thể của hắn theo công nghiệp tinh thần phản ứng, nó một cách dễ hiểu thì tinh thần lực lượng của hắn hoàn toàn có thể đoán được phương thức công kích, nhưng thân thể lại không cách nào làm ra sự lẻ tránh tương ứng. Ở phương diện này thì tất nhiên là Miền Vũ sẽ tốt hơn nhiều. Vèo một cái, một đoàn quang ảnh đột nhiên bắn tới từ trên màn hình chính diện, là Miền Vũ nghiêng một bên thân, nhưng vừa tránh được hắn liền cảm thấy phía sau lại có công kích, dưới chân xê dịch một lần nữa tránh đi. Quả nhiên ngay sau đó tất cả màn hình xung quanh bắt đầu là không ngừng có công kích bắn ra. La Miên Vũ lập tức nhanh chóng né tránh. Dưới tình huống bộc phát như vậy, tinh thần lực lượng của hắn đã vượt qua 600 điểm. Điều này ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tuyệt đối là phi thường. Nhưng mà điểm trọng yếu hơn là hắn có được bộ pháp quỷ dị Nana từng dạy. Thi triển nó trong không gian không tính là quá lớn này thật sự là rất phù hợp. Năm đó, khi hắn mới 6-7 tuổi cũng đã thường xuyên chờ né tránh cùng với Nana. Hiện tại né tránh những công kích này tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với Tiền Lỗi. Cảm nhận né tránh, cố gắng thực hiện cho động tác thân thể đùa kịp tinh thần phản ứng, La Miên Vũ lúc này dần dần hiểu ra ý nghĩa của vòng kiểm tra này. Nếu nói những vòng trước đều là kiểm tra trụ cột, như vậy thì đây chính là một vòng kiểm tra tổng hợp. Thứ nó kiểm tra chính là trình độ kết hợp thân thể của tinh thần lực lượng của từng học viên. Giống như Tiền Lỗi đã nói, tinh thần lực lượng của hắn đủ mạnh nhưng thân thể lại không theo kịp, tất nhiên phản ứng sẽ chậm, công kích càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng nhanh. La Miên Vũ miễn cưỡng trèo chống chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bị công kích đánh trúng mà kết thúc vòng kiểm tra. Đến tận đây, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hoàn toàn tất cả hạng mục kiểm tra sức khỏe. Lăng lão sư, chúng ta có thể biết thành tích của mình không? Sau khi bước ra khỏi thiết bị, La Miên Vũ lúc này chủ động tìm tới Lăng Y Y. Lúc này nét mặt của Lăng Y Y nhìn lại là có chút quỷ dị. Nàng vừa mới nhận được thông báo, đứa nhỏ trước mắt với hồn lực chỉ có 20 mấy cấp này đã được các lãnh đạo cấp cao coi trọng, dẫn nàng phải quan sát tỉ mỉ. Mặc dù không nói là vì sao nhưng không thể nghi ngờ, nhất định hắn phải là có điểm hơn người. Trước kia Lăng Y Y cũng từng đánh giá sơ qua với La Miên Vũ, dù sao thì hắn cũng là tổ trưởng của tiểu tổ đạt giải quán quân ở trong hải tuyển Thiên La Tinh. Lăng Y Y lúc này vẫn luôn cảm thấy thực lực của La Miên Vũ không được tốt cho lắm, nhưng mà ý nghĩ của hắn lại rất tốt, tuyệt đối là người lộ bật ở trong đám bạn cùng lứa. Nhưng mà muốn tiến vào Sử Lai Khắc học viện thì chỉ có đầu óc là không thể, mà phải có cả thực lực, thiên phú cùng với đầu óc, thiếu một thứ cũng không được. Hồn lực mới là 20 mấy cấp nhưng mà hắn thì là đương nhiên, Lăng Y sẽ không quá xem trọng, vì muốn thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện thì nhất định phải vượt qua kiểm tra năng lực tổng hợp, hoặc là phải có phương diện nào đó cực kỳ đặc thù mới được phá cách trúng tuyển. Tuy ở trong đợt kiểm tra ngày hôm nay, có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung Tiền Lỗi, nhưng hắn lại chân chính được công nhận bởi vì võ hồn của hắn quá đặc thù. Còn La Miên Vũ thì cũng không tệ, nhưng lại không có sự đặc thù như Tiền Lỗi. Lưu Phong lại càng không, so với những học viên khác thì hắn quá bình thường. Nếu không phải hắn đã lấy được hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang thì chỉ sợ một điểm cơ hội cũng không có.
Ta không thể nói thành tích cho các người biết, tất cả khảo hạch đều tính tổng hợp, cuối cùng từ cách người sẽ biết, kiểm tra sức khỏe chỉ là trụ cột nhất, những khảo hạch sau đó mới càng có ý nghĩa đối với các người. Lăng Y Y khẽ cười, Lam Hiền Vũ nói, vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết nội dung của những khảo hạch sau là cái gì không, hoặc cho chúng ta biết phương hướng đại khái cũng được. Lăng Y Y lúc này trầm ngâm một chút rồi nói, khảo hạch chủ yếu phân thành đoàn đội cùng với cá nhân. Khảo hạch cá nhân chính là cơ hội tốt nhất cho các người biểu hiện bản thân, mà khảo hạch đoàn đội sẽ là thời điểm cho các người bày ra năng lực đoàn đội. Ta chỉ có thể nhắc nhở các người một điều, mọi việc không thể quá cầu toán, không liền miễn cưỡng như là tình huống của vòng kiểm tra sức chịu đựng hôm nay vậy.